nó cũng quay vậy nè. Con cũng là thần nè. Thần gì? Thần này là thần Rishanet nè. Thần này là thần Rishanet. Trời ơi, Rishanet có tên, thần tên Rishanet là Uranet á. Sung Rishanet nè. Ren là kìa, nó chạy luôn. Cái gì Ren lên? Con đó hả? Vừa đâu chưa thấy giờ ăn đâu. 12 giờ rồi. Phải sao kỳ quá vậy con? 12 giờ là nó ăn đúng nó rồi. Nó bụi ra sớm, ra sớm. Người ta bắt nó làm sao? Con này như kia nữa, đúng không? Không phải canh cái giờ mà không kia. Chú ăn đêm mà. Còn một số con thú á mà nó không sợ bị người ta bắt, nhưng mà nó là mày cần đi ăn ban đêm vì lý do gì giữa đêm mới có mấy con kia để nó bắt nó ăn, hiểu không? Và cái là nha, là thú ăn đêm là gì vậy? Bám nó đâu có sợ nhưng mà có lần xin tôi đánh giết ra ba lần này à. Này nó chưa đánh vào rồi đi. Ủa cái này là cái gì vậy? Đây là một cái menu. Cái là phiếu tính tiền. Ủa nhưng mà nè. Tính rồi, xong rồi. Đau. Ra nghe tài khoản nào. Em không dành tiền chưa? À phần này là phần. Con chỉ lớn cái này, khác chỉ lớn. Đang khang trên, thằng khang trên nó giành được. Cái này của con đúng không? Nè, Khánh Linh, cái này của con đúng không? Này này dơ. Nè nè, không chơi gì nữa, không chơi gì nữa. Bắt hồng đi. Ai muốn bắt cùng cho đi xuống.